Những đứa con bất hiếu khi còn nhỏ thường xuất hiện bốn dấu hiệu này. Kính thưa quý vị, là ai cũng nên nghe bài học cuộc sống sâu sắc này. Những đứa con bất hiếu khi còn nhỏ thường xuất hiện bốn dấu hiệu này. Cha mẹ mau thay đổi cách giáo dục. Người lớn biết tức giận, trẻ em cũng biết. Thế nhưng không được để chúng trút giận vào người khác. Hãy dạy con trẻ làm thế nào để kiểm soát tính tình của mình, cũng như là ngăn cản chúng, không cho phép chúng được tái phạm lần sau. Môi trường sống và cách giáo dục của ba mẹ là thứ quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc đời của một đứa trẻ sau này. Thế nên các bậc phụ huynh không nên bao che khuyết điểm cho con, mà hãy chỉ cho chúng biết lỗi sai của mình. Hôm qua, tôi vô tình xem được một quảng cáo dịch vụ của Thái Lan. Nội dung rất hay. Nhân vật chính trong đoạn video là ba cha. Cô ấy là một giáo viên. Mẹ cô ấy bị bệnh Alzheimer. Vì vậy, để tiện chăm sóc cho mẹ, cô ấy đã đưa đón mẹ tới trường mỗi ngày và xếp cho bà ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tuy nhiên, những học sinh trong lớp lại tò mò người bạn lớn tuổi này nên thường xuyên quay xuống nhìn, làm ảnh hưởng tới việc học. Và vì vậy, nhiều phụ huynh đã bắt đầu phản ánh điều này với hiệu trưởng. Vài ngày sau, hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp giữa phụ huynh với giáo viên. Hiệu trưởng yêu cầu những phụ huynh không đồng ý cho ba cha giảng dạy ở đây nữa phải ký vào biên bản. Nhưng kết quả lại không có ai ký tên, bởi vì họ phát hiện ra rằng con cái của họ chịu sự ảnh hưởng của ba cha, đã trở nên biết suy nghĩ cho cha mẹ hơn. Chúng còn học được một phẩm chất quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là lòng biết ơn. Con cái hiếu thảo và ngoan ngoãn luôn là điều mà mỗi cha mẹ đặt hy vọng. Thế nhưng nếu ngay từ khi còn nhỏ con trẻ có những dấu hiệu này, thì bạn nên cố gắng sửa chữa cho chúng ngay lập tức. 1. Thói quen đối đầu với cha mẹ. Tôi từng gặp qua rất nhiều đứa trẻ. Khi bố mẹ nhờ làm việc gì đó, chúng tỏ ra phớt lờ, mặc kệ bố mẹ. Khi cha mẹ dạy dỗ, thì vài đứa trẻ lại tỏ ra không đồng ý, thậm chí còn cãi lại tới cùng. Còn lúc bị cha mẹ la mắng vì đã làm sai, liền giận dỗi đóng sầm cửa ở trong phòng. Một số bậc phụ huynh cho rằng con cái đang ở lứa tuổi nổi loạn nên hay cho qua và tha thứ cho chúng hết lần này tới lần khác. Điều này khiến những đứa trẻ không hề nhận ra cái sai của mình. Sau này chúng không còn tôn trọng cha mẹ, cũng không biết tôn trọng người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẻ sẽ ngày càng trở nên bất trị. Do đó mà cha mẹ nên cố gắng sửa sai cho con cái ngay từ khi chúng còn nhỏ. 2. Trốn tránh trách nhiệm. Cha mẹ nào cũng muốn làm hết sức mình để bảo vệ con cái, nhưng có nhiều người bao bọc quá mức. Nó vẫn còn là trẻ con, đừng chấp nhất làm gì. Cứ thế là đang vô tình để cho con mình hình thành những thói hư tật xấu. Trước đây, có một người mẹ dẫn con tới khu vui chơi. Thằng bé đã đạp đổ cây xanh mà không có lý do chính đáng nên bảo vệ đã tới nói chuyện. Lúc này người mẹ cậu bé chẳng những không dạy con biết lỗi sai, còn kéo thằng bé ra sau lưng bao che và nói rằng con nít có biết gì đâu. Xin bạn đừng nuông chiều con quá mức như vậy, vì đó là đang làm hại chúng. Khi con bạn mắc lỗi, hãy cho chúng biết lỗi sai và dạy chúng lối sống có trách nhiệm. Nếu bây giờ bạn không cố gắng dạy chúng, thì sau này lớn lên để đời dạy chúng sẽ còn vất vả hơn nhiều. 3. Khả năng chiếm hữu cao. Có nhiều đứa trẻ tính tình rất khó ưa. Chúng ích kỷ tới nỗi chỉ cần là thứ mình thích liền cố giành về tay, mặc cho đồ vật đó là của người khác đi nữa. Nếu lúc này cha mẹ không dạy con sớm, thì khi lớn lên chúng sẽ trở thành những người bất trị, chỉ biết chiếm đoạt, mặc kệ thứ đó có phải là của mình hay không. Thói quen thích là phải đoạt được sẽ khiến cho chúng ỷ lại vào gia đình và luôn tự cao rằng bản thân có quyền có tất cả. Khi không được như ý, chúng sẽ dễ ăn vạ, không biết ơn cha mẹ mà thậm chí còn trách móc vì không cho được chúng hết mọi thứ mà chúng muốn. Nghiên cứu cho thấy trẻ từ 3 tuổi trở lên đã nhận thức được chủ quyền, nên lúc này
hãy đưa ra phương pháp giáo dục đúng đắn để sau này trẻ có thể trở thành những người có ích cho xã hội. 4. Trà treo với nghề lớn, đánh lại bố mẹ. Đầu năm nay, ở Xiêm Thành, Trung Quốc, một bé trai 12 tuổi đã đập phá tài sản trong khách sạn rồi tìm mẹ, bảo bà đền bù thay mình. Người mẹ tất nhiên vô cùng tức giận. Bà ấy đang la mắng, dạy dỗ con, nhưng thằng bé bỗng xông lên trước, rồi lấy tay xiết cổ mẹ nó. Những vị khách xung quanh thấy vậy, liền chạy tới can ngăn. Sau đó đều chỉ trích thằng bé không có giáo dưỡng. Là cha mẹ, chúng ta có thể nhẫn nhịn không đánh con, nhưng bạn cũng nên giáo dục bằng lời để chúng hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Nếu lúc nào bạn cũng cho qua, thì sự dễ dãi của bạn đang làm hại đời đứa trẻ. Liệu khi lớn lên, cậu nhóc kia có thể trở thành một người con hiếu thảo với cha mẹ nó hay không? Câu trả lời nhiều người cũng tự mình đoán được. Người lớn biết tức giận, trẻ em cũng biết, nhưng không được để chúng trút giận vào người khác. Hãy dạy con trẻ làm thế nào để kiểm soát được tính tình của mình, cũng như là ngăn cản chúng, không cho phép chúng được tái phạm lần sau. Đàn ông mê mệt nếu phụ nữ biết chạm vào 6 chỗ này. Kính thưa quý vị, cách quyến rũ đàn ông dễ dàng nhất là biết 6 chỗ hiểm họ mong muốn được bạn chạm vào. Chỉ cần chạm đúng chỗ, đàn ông ắt sẽ đổ gục. Phụ nữ phải biết cách quyến rũ đàn ông bằng cách chạm vào những chỗ hiểm này. Bàn tay. Đàn ông thích cảm giác được phụ nữ chủ động nắm tay, xoa xoa vào lòng bàn tay thô ráp của anh ấy. Nhiều người nghĩ rằng nắm tay là một hành động quá đơn giản khi yêu nhau, hay cả khi đã trở thành vợ chồng. Nhưng thực tế, đàn ông thích cảm giác được phụ nữ chủ động nắm tay, xoa xoa vào lòng bàn tay thô ráp của anh ấy. Bởi thế đôi khi, bạn nên thử bất ngờ tìm tới tay chàng, đan những ngón tay vào nhau để tạo cảm giác trân trọng và thân mật hơn. Ôm. Không chỉ phụ nữ thích được ôm, mà đúng hơn, bất kỳ ai khi yêu đều thích được cảm nhận tình cảm ở đối phương từ những cái ôm. Đàn ông cũng thế. Để ý những cái ôm cũng là cách quyến rũ đàn ông hiệu quả. Những cái ôm từ phía sau, bất ngờ và ấm áp, có thể cho đàn ông cảm giác hạnh phúc và hứng thú. Sau đó thì anh ấy sẽ vội nắm lấy tay bạn, tận hưởng cảm giác thoải mái và hài lòng. Hoặc bạn có thể bất ngờ xa vào lòng đàn ông khi mà anh ấy không ngờ tới. Có thể lúc đó bạn có thể nghe được nhịp tim rộn ràng của chàng. Má. Phụ nữ thích cảm giác được cưng nựng chạm vào má. Đàn ông cũng thích cảm giác này. Nhưng hành động bất ngờ nhẹ nhàng vuốt má ấy của bạn có thể khiến chàng bất ngờ, ngẩn người trong vài giây. Đây là hành động cho đàn ông cảm giác thân thiết và biết rằng bạn rất quý trọng anh ấy. Tóc. Nhiều đàn ông thực sự thích thú khi được phụ nữ nghịch tóc. Họ có cảm giác được vỗ về thoải mái, thậm chí là cực kỳ tận hưởng. Đặc biệt là khi mệt mỏi, hành động vuốt ve tóc, xoa bóp da đầu có thể khiến đàn ông được thư giãn. Môi. Phụ nữ chăm chút đôi môi của mình bao nhiêu thì đàn ông càng để ý phụ nữ muốn được mình hôn thế nào. Nụ hôn cũng là phương thức đơn giản nhưng sâu sắc và để lại cảm xúc khó quên nhất với cả hai. Phụ nữ đừng ngại ngần bày tỏ tình cảm qua những nụ hôn, đặc biệt là những nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào, khiến đàn ông thấy hứng thú, vì biết đâu ngọn lửa trong anh ấy sẽ được châm ngòi từ những nụ hôn của bạn. Tai. Cảm giác được anh ấy thì thầm những lời ngọt ngào vào tai có phải rất khó quên? Thế thì hãy làm điều tương tự với đàn ông, vì dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều yêu bằng tai. Đàn ông cực kỳ thích được nghe những lời ngọt ngào từ phụ nữ, nhất là theo phương thức thì thầm vào tai. Bạn hãy chọn những thời điểm đàn ông đang lơ là để thì thầm vào tai của anh ấy những điều dễ nghe và dịu dàng nhất. Chắc chắn, dù là một người đàn ông lạnh lùng thế nào cũng sẽ đổ gục trước hành động này của bạn. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn hiểu
tiếp xúc cơ thể là một nghệ thuật quyến rũ đàn ông trong tình yêu và hôn nhân. Càng bên nhau lâu ngày thì bạn càng phải biết cách đụng chạm vào đàn ông tinh tế và mới mẻ nhất. Cách quyến rũ đàn ông hay nhất chính là tạo ra những đụng chạm đơn giản nhưng khiến anh ấy khó quên. Hãy tìm kiếm những chỗ hiểm trên cơ thể của chàng để luôn giữ trái tim đàn ông một phút cũng không thể rời khỏi bạn được.